đây là cây râu mèo một số nơi thì người ta gọi là cây bông bạc nhưng mà bà con mình sẽ có được những cái tên về khoa học cũng như là họ của nó làm sẽ để trên màn hình để cho bà con mình tiện tra cứu ha hình ảnh như thế này thì bà con mình có thể quan sát là lá của nó hai mét răng cưa thân của nó thì thân phuông màu non thì nó có phương phớt màu đỏ, cuống lá thì cuống lá có màu cũng hơi đỏ. Rồi hình ảnh này thì có thể bà con mình sẽ rất là dễ nhầm lẫn đúng không? Rồi vậy thì khi cây ra hoa, bà con mình sẽ không bị lầm lẫn nữa. Bởi vì hoa của cây râu mèo rất là đặc trưng. Đây, bà con mình xem kỹ cái phần hoa của nó ha. Thực chất thì Lâm trồng cây này rất là lâu rồi Nhưng mà Lâm đợi đến khi cây ra hoa như thế này Thì Lâm mới chia sẻ bài thuốc cho bà con mình Cây này có tác dụng lợi tiểu, thông gan mật, điều trị thấp khớp, phòng thấp Đã. Chữa sỏi đường tiết niệu rất là hay à, Trong cái bài thuốc mà điều trị các loại sỏi gan hay là sỏi mật hay là sỏi thần Thì Lâm nghĩ bà con mình nên Thêm cái vị thuốc này vào. Có một điều mà bà con mình chú ý khi sử dụng cái rau mèo này là chúng ta sẽ sử dụng cái bộ phận ở trên mặt đất. Đó. Phần rễ chúng ta không sử dụng. Ví dụ như cái cây rau mèo như thế này. Đây. Bà con mình có thể cắt ngang cái phần trên mặt đất rồi để cái phần gốc lại. Sau này nó ra cây tiếp thì chúng ta sử dụng tiếp. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng riêng cái phần lá này. À, nếu như mà chúng ta sử dụng phần lá này thì liều lượng đâu đó từ 10 đến 12 gram Còn nếu như mà chúng ta sử dụng ca cây thì liều lượng từ 30 đến 40 gram à, Điều này nói lên gì ạ? Điều này thì à, cho chúng ta biết rằng cây rau mèo này dược tính tập trung ở phần lá Và cây rau mèo này nó sẽ được sử dụng tốt nhất trước khi cây ra hoa Vậy thì cây này đã ra hoa lâm chọn để gửi đến cho bà con mình những đặc điểm nhận dạng về cây rau mèo. Còn nếu như bà con mình chọn làm thuốc á, thì chúng ta sẽ chọn những cái cây mà nó chưa ra hoa thì như thế dược tính sẽ cao. Đấy. À, để điều trị cái chứng mà thấp khớp, phong thấp á, thì bà con mình có thể hình dung là chúng ta đau ở các khớp. Đúng không? Đau ở các khớp. Rồi. Phong thấp có nghĩa là thay đổi thời tiết ở các khớp chúng ta nó đau nó mỏi kể cả cái bình gút đó, thì bà con mình nên lưu ý đến cái cây rau mèo này rồi vậy thì trước tiên chúng ta điều trị cái bệnh thấp khớp bà con mình sử dụng cho lâm á toàn cây luôn đi ha toàn cây cho nó dễ liều lượng là 40 mươi gram bà con mình kết hợp cho lâm là ý dĩ rễ của cây ý dĩ đó bà con cái bo bo đó bà con dùng cái phần rễ của nó rồi bà con mình kết hợp cho lâm là củ kim cang, củ tùy giải á, ở dạng khô hết tất cả liều lượng hai loại này là 30 mươi gram rồi bà con mình tiến hành sắc cho lâm khoảng một lít rưỡi nước càng còn 7 đến tám ml thì bà con mình rây lọc cái phần nước này ra chia ra uống đối với những người mà bị bệnh gút có nghĩa là ở các cái khớp ngón tay ngón chân nè nó bị biến dạng luôn rồi đó thì bà con mình dùng một mình cái rau mèo này thôi đó có nghĩa là chúng ta sẽ dùng để bào mòn cái tinh thể urat à, có thể chúng ta sẽ dùng để phòng cái bệnh này còn nếu như bà con mình dùng cái bài thuốc vừa rồi mà lâm chia sẻ thì nó cũng giúp cho bà con mình ổn định được cái bệnh quýt ha vậy thì bà con mình xem được video này bà con mình có được cái hình ảnh À, nhận dạng về cây rau mèo một loại cây mà dùng để phòng bệnh gút rất là hay rồi vậy thì đối với những người mà bị sỏi đường tiết niệu à, một số loại sỏi mà lâm vừa nêu ở đầu video á bà con mình sẽ dùng cây này và cây thải lại trắng ha à, có nghĩa là cây rau trai ấy, bà con đó à, toàn thân của cây rau mèo này liều lượng là 40 gram nó đã được phơi khô nha rồi sau đó thì bà con mình kết hợp cho làm 30 gram khô của cây thai lại trắng và con mình cũng sắc nước tương tự ở cái bài thuốc bắt đầu đó và con mình chia ra 3 lần và con mình dùng mỗi lần dùng bà con mình cho thêm vào đó là 5 đến 6 gram bột hoạt thạch thì, thì cái bột hoạt thạch này bà con mình có thể tìm mua ở các tiệm thuốc bắc người ta sẽ khi đến tiệm thuốc bắc bà con cứ nói là bán cho tôi bột hoạt thạch đó thì người ta sẽ biết là sẽ bán cho bà con mình đây là một cái loại dược liệu dùng để điều trị các sỏi đường tiết niệu rất là hay vậy thì nếu như bà con nào mà có được cái nguyên liệu cây rau mèo này cộng cây thay lai trắng chỉ cần đến tiệm thuốc bắc mua bột hoạt hợp thôi là bà con mình đã có được một cái bài thuốc trị tất cả các loại sỏi ở đường tiết niệu một một cách rất là nhanh chóng đâu đó thì 7 đến 10 ngày thôi thì chúng ta sẽ dùng áp suất của nước tiểu để đẩy sỏi ra ngoài bởi vì cây này nó có tác dụng là bào mòn sỏi cho nên lâm khuyên bà con mình những người mà đang bị cái bệnh thống phong đúng không bà con mình có thể dùng cây này để điều trị còn riêng đối với bệnh thấp khớp bệnh phong thấp thì chỉ cần bà con mình kết hợp với củ tỳ giải và rễ ý dĩ thì lâm nghĩ đâu đó khoảng từ 10 đến 15 ngày thì bệnh của bà con mình đã được uh, cải thiện rất là tốt rồi. Vậy thì cây rau mèo này lâm xin nhắc lại là loại cây dùng để thông gan mật, điều trị thấp khớp, đó. À, điều trị sỏi đường tiết niệu. Một loại cây lâm nghĩ nên có trong danh sách những cây thuốc mà bà con mình uh, ghi chép trong sổ tay. Hoặc uh, có điều kiện nữa thì bà con mình nên trồng một vài cây trong gia đình như thế này bởi vì gần như cây này là một loại cây dược liệu có một đặc tính rất là riêng biệt nó giúp được nhiều cho bà con mình trong cái thời điểm hiện tại đây, đến đây thì lâm nghĩ bà con mình đã có được những cái hình ảnh rất là chi tiết về cây rau mèo rồi à, nếu như bà con mình muốn biết thêm chi tiết về cây rau mèo hoặc là các cái đơn thuốc khác có cái cây rau mèo này tham gia vào thì bà con mình có thể nhắn tin vào số zalo cho lâm ha lâm sẽ chọn lọc thời gian và trả lời cho bà con mình à nếu như bà con nào cần dược liệu rau mèo thì cũng có thể liên hệ với lâm bởi vì uh, thường thì lâm chia sẻ bài thuốc cho bà con mình nhưng mà bà con mình thì gần như là tìm nguồn dược liệu rất là khó cũng như là cây giống tới đây thì có thể lâm sẽ thành lập một cái trại cây giống về cây thuốc đông y đó bà con nào cần thì cứ liên hệ với lâm ha Lâm sẽ đi nhập cây giống về và chia sẻ lại cho bà con mình Như thế thì Lâm nghĩ nó sẽ tiện cho bà con mình hơn Rồi đến đây thì Lâm xin kính chúc sức khỏe bà con Lâm mong rằng bà con mình sẽ luôn luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc à, Bây giờ thì Lâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bác anh chị cũng như là các bạn mình trong những cái video tiếp theo